Đúng lúc đói rồi. Bên ngoài tắt lắm nhỉ? Tôi thấy cô vừa ngồi xuống một cái đã phải ra ngoài. Cắt đường thì không tắt, nhưng bánh xếp Lý Bảo mua là thương hiệu lâu đời, phải xếp hàng hơi lâu. Cảm ơn. Loại bánh này ăn ngay trong nửa giờ sau khi ra lò là ngon nhất. Nếu cắt đường thì tôi sẽ không chọn loại này. Đây chính là chi tiết trong phục vụ. Ngon. Xếp Lý, cảm ơn. Xếp Lý, qua buổi họp ngày hôm nay, tôi cảm thấy khả năng hợp tác là rất cao. Về vấn đề giá cả, liệu có còn không gian giảm nữa không? Sếp Hồ à, chúng ta làm ăn thành thật như món bánh này vậy, chắc nịch, không một lỗ hổng nào. Anh xem sếp Lý đó, quá không ngoan. Sếp Lý, điện thoại cô sáng nãy giờ đó. Tôi trả lời điện thoại chút, các anh ăn trước nha. Đại Dũng hẹn chúng ta đi ăn, bảo lâu lắm không tụ tập rồi. Em đang tăng ca, anh tự đi đi nhé. Anh đưa con về nhà cho sớm. Được rồi, được rồi. Anh biết rồi, anh biết rồi. Đi nào, Quả. Bố đưa con đi chơi. Con ngoan, nhanh lên. Cài chặt dây an toàn vào. Con không đi đâu, không quấy nữa nhé. Cô không đi là sao? Tôi có phải tài xế đâu, tại sao tôi phải đi? Thì tình huống đặc biệt mà. Toàn bộ xe của công ty đều lái đi hết rồi, chỉ còn mỗi một cái MPV. Người ta mang theo hành lý, không đủ chỗ ngồi thì gọi một cái xe cho họ. Gọi xe thì người ta không tự gọi được chắc. Đúng rồi, chúng ta gọi xe cho anh ta. Tôi đã bảo người ta là cô chở người ta về rồi. Cái người ta xem trọng là liệu chúng ta có thể đã nói là làm, không bỏ qua một chi tiết nào không. Khách sạn 4 mùa ở ngay phía đông, cùng hướng với nhà cô. Cô tiện đường chở họ một đoạn, vừa tự nhiên vừa không tỏ ra cố ý. Gọi xe thì còn gì là chân thành nữa. Tôi thấy chân thành mà. Bây giờ tôi chính thức thông báo với cô, giờ công ty đang áp dụng chế độ làm việc 996. Tôi yêu cầu cô đi chở họ. 996 từ lâu đã bị người dân mắng chửi thậm tệ. Quy định không hợp lý, tôi không cần phải tuân theo. Ơi, cô mới tốt nghiệp được mấy năm, mấy bài viết kiểu chế độ 996 cô đã đọc kỹ chưa? Dùng cái đầu mình suy nghĩ cho kỹ đi. 9 giờ vào làm, 5 giờ tăng làm có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô chỉ có thể mãi mãi dậm chân tại chỗ, mãi mãi mất đi không gian thăng tiến. Cô xem, cô có xe có nhà phải không? Nhưng cô vẫn cần một công việc. Vậy cô đã đến đây rồi, ở đây làm chăm chỉ một chút, không tốt hơn dứt dưỡng ở đây cho qua ngày à? Trời ạ, à, chị có tư cách gì mà chỉ đạo cuộc sống của tôi? Chị tưởng ai cũng như chị, cam tâm bị tẩy não sao? Tôi bị tẩy não? Tôi làm thêm giờ không phải cho người khác, tôi vì chính bản thân tôi. Không ai ép buộc tôi hết, tôi tự nguyện. Đây là hiện thực. Chăm chỉ một chút, cô sẽ luôn nhận được nhiều hơn, dù là tiền hay kinh nghiệm. Chăm chỉ không bao giờ là vô ích đâu. Đi sai hướng thì nỗ lực cũng bằng thừa. Bố tôi bảo thế. Chị nói xem tôi nên nghe chị hay là nghe bố tôi đây? Tạm biệt. Cần bao lâu nữa? Sếp Hồ, đã sắp xếp xe xong rồi. Không cần nữa, chúng tôi đã tự gọi xe rồi. Ơ kìa, công ty có xe tiễn mọi người mà. Xe tới rồi, đi thôi. Anh, tôi... Sếp Hồ, Đợi đã. Sếp Hồ, có thể mở cửa xe không? Sếp Hồ, xin lỗi nhé. Rất xin lỗi. Dù tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này chắc chắn chúng tôi đã lỗ mãn rồi. Mong sếp Hồ chỉ dạy. Sếp Lý, tôi thật sự không biết phải nói thế nào với cô. Cô khiến tôi thất vọng quá. Chúng tôi mang thành ý rất lớn tới để hợp tác với các cô. Nhưng cô nói đi, các cô đã làm gì? Các cô làm việc kiểu gì thế? Sếp Hồ, anh nói vậy làm tôi hơi khó hiểu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Cô không biết việc quản lý của công ty các cô có sơ hở lớn vậy sao? Các cô quản lý như thế thì sao chúng tôi yên tâm hợp tác với các cô đây? Sau này đừng gọi điện cho tôi sau khi tan làm nữa. Đây là lần cuối. Là Thiên Thiên, tôi nói cô nghe, tôi không quan tâm cô có quan hệ với ai. Bây giờ đi xin lỗi sếp Hồ ngay lập tức. Alo. Nói như chắc cậu đã tin. Không ngờ nhân lúc sếp Hồ đi vệ sinh, cô ta lại chạy tới cửa nhà vệ sinh để chặn anh ấy. Nói anh ấy là chúng ta có thể trích tiền qua hồng, còn sợ người ta nghe không hiểu nên nói 3 lần liền. Đồ ngu này. Sếp Hồ tức quá luôn. May là mấy người đi vệ sinh cùng anh ấy là tâm phúc của anh ấy, nếu không thì toi đời rồi. Đấm cho con ngu này đi. Bây giờ người mình muốn đấm nhất là lão Tiết. Sếp làm sao thế?
Hôm nay cũng không biết làm sao, mà một đống chuyện làm bực mình, không có chuyện gì như ý cả. Mệt chết được. Phấn chấn lên, đồng chí Lý Anh Nam, bọn mình đều mong chờ vào cậu. Đúng rồi, trận chiến còn chưa kết thúc. Cúp máy đây.